không có ngôn từ nào đủ để miêu tả chính xác và đầy đủ về chân dung một người nhỏ thó về ngoại hình nhưng quá khổ về tầm vóc của thầy tuệ sĩ. Thầy không chỉ là một nhà tu. Thầy là một nhân vật văn hóa vĩ đại với dấu ấn vĩ đại trong lịch sử văn hóa Việt Nam. Thầy là nhà thơ, thầy là nhà văn, thầy là nhà nghiên cứu Phật học, thầy là triết gia, thầy là thiền sư, thầy là giảng sư của nhiều thế hệ. Thầy là một người rất Việt Nam, một con người phi thường một nhân vật ngoại hạng. Tất cả những gì được tích lũy trong con người bình dị này đều do tự học. Thầy tự học tiếng Phạn, tự học chữ Hán, tự học dương cầm. Chỉ có một trí tuệ siêu việt khác thường mới có thể lãnh hội ít nhất 12 ngôn ngữ với trình độ thông thạo tuyệt luân. Đạo Phật được truyền dạy qua thầy là một môn Phật học cao thâm vượt quá khuôn khổ một tôn giáo với tín ngưỡng thờ phụng dân gian để trở thành một triết lý huyền diệu mà không bao giờ có thể thẩm thấu đến tận cùng nếu chỉ tu mà không có học. Thầy tuệ sĩ đã cứu tôi, dù tôi không phải là đệ tử của thầy. Những năm tháng nghèo khổ và hoàn toàn lạc lõng vô định những năm 1990, tôi đã đi tìm những cái phao triết học, đặc biệt Phật học, để dò dẫm bước tới và chỉ khi gặp được thầy tuệ sĩ cùng với những trí tuệ trác tuyệt ở thời của thầy trong đó có phạm công thiện thích minh châu trí hải tôi mới tự trị liệu được cho mình tôi vĩnh viễn biết ơn những vị thầy này đặc biệt thầy tuệ sĩ một số nhân vật xuất hiện trên đời dường như để cho thấy họ vượt ra khỏi và hoàn toàn không bị bất kỳ quy luật thông thường nào có thể khiến họ khuất phục Cuộc đời của thầy tuệ sĩ không chỉ là tấm gương đồng bóng loáng sáng rực cho trí tuệ minh mẫn và sức làm việc cổ kim hiếm có mà còn là hình ảnh sừng sững đứng vững trước những trận phong ba kinh hồn, từ bản án tử hình đến những năm tháng tù tội. Từ khi là giảng sư Phật học tại Đại học Vạn Hạnh khi chỉ hơn 20 tuổi, thầy tuệ sĩ đã là một cây cổ thụ. Suốt hơn nửa thế kỷ, cây cổ thụ tuệ sĩ không ngừng tỏa bóng mát cho thế gian. Giờ đây cây cổ thụ đã trút hết lá thầy phẩy tay áo cà sa thanh thản mỉm cười nếu những năm tháng sống ở đời không khác gì việc níu vào vách núi để làm những gì phải làm cho chúng sinh bây giờ thầy nhẹ nhàng buông tay thầy đứng dậy đi về với phật